chào mọi người, mình tên là Hưng và hiện tại mình đang học văn học kỳ thứ 3 tại trường tại khóa Social Service Work ở Thái Minh. Mình đang ở cái nhà một người bản xứ và họ đã hướng dẫn mình rất nhiều trong việc phát âm, luyện âm tiếng Anh cũng như là việc biết thêm nhiều về văn hóa Canada ở tại đây. Tôi thấy rằng ở tại Fleming có sự tương tác nhiều hơn giữa giáo viên và sinh viên hơn là những gì mà tôi đã trải nghiệm trước đó. Fleming sẽ chuẩn bị hành trang cho công việc tương lai của bạn và những gì bạn học ở Fleming sẽ rất là thực tế, những gì bạn học thì bạn sẽ làm trong tương lai. Khóa học của mình tập trung rất nhiều vào lý thuyết, nhưng cũng có rất nhiều lớp và đặc biệt là khi cuối kỳ sẽ tập trung nhiều hơn vào thảo luận nhóm trong lớp học. Và trong thời gian này, học sinh là thầy giáo của nhau và thầy giáo chỉ là người, cũng có thể nói là một người học sinh khác trong lớp thôi. Và đây là một cách học mình thấy rất là thú vị và giúp mọi người học hiểu bài rất là tốt hơn.